Làm việc ở Bình Thuận được bao nhiêu năm rồi? Chục năm chưa? Dạ cũng được chục năm rồi. Chán thì, chưa? Dạ có chán, nhưng mà khi mà xong cái ba góc này thì em thấy là còn tự nhiên phát sinh thêm nhiều việc phải làm. Rồi, về nỗ lực làm thêm nhé. Khi nào chán nhớ liên lạc với cả Viện Đào tạo Bách Khoa hoặc liên hoạn với Ba Bít. Sẽ có vị trí cho em làm. Tôi dạy bao nhiêu năm mà một bạn nhân viên đi học mà tự chăn trở lại công việc như này hiếm lắm. Em giải câu nào cũng được, miễn là em thấy nó hay. Một hai câu thôi, không cần nhiều đâu. Hello. Kính chào thầy, kính chào cô. Chào tất cả mọi người. Thì em tên là Nguyễn Duy Linh, em đến từ Bình Thuận. Và hôm nay em xin giải câu số 8. Đó là mang ba góc vào nghề nghiệp của mình. Em đang là nhân viên văn phòng. Vấn đề đầu tiên mà em gặp á, khi mà em làm việc á, thì sau khi hoàn thành công việc của mình thì thường em sẽ dừng lại, giống như là nghỉ ngơi vậy đó, không có cố gắng làm thêm nữa. Sau khi mà học ba góc thì em sẽ mang cái nghị lực vào, nghĩa là em sẽ cố gắng nhận thêm những cái công việc mới, những công việc khó. Mình sẽ xin sếp còn công việc gì khác nữa không, để mình có thể nhận thêm việc để mình làm, để mình tăng được cái nghị lực của mình lên. Cái thứ hai là khi em gặp cái sự bất như ý trong công việc, bởi vì công việc không phải lúc nào cũng thuận lợi, thì mình làm việc cũng có lúc chạy trật, lúc cũng bị sai sót. Khi đó thì em hay bị bất an, hoặc là em cãi lại với sếp, hoặc là em nóng nảy. Sau khi học ba góc thì em sẽ cố gắng để mà tỉnh lại, để mình kiềm chế cái thái độ tiêu cực, để công việc với lại đồng nghiệp của mình sẽ ổn hơn. Tiếp theo đó là về mặt đạo đức. Hiện tại cái công việc của mình thì không phải công việc là do một bộ phận phụ trách, mà là một công việc thường do nhiều bộ phận phối hợp với nhau để hoàn thành. Thì khi mà người ta làm cái công việc đó, mình phải đợi người ta hoặc là mình nhờ người ta phối hợp với mình, em cảm thấy em thiếu cái sự biết ơn họ. Cứ xem cái vấn đề đó là trách nhiệm của họ phải làm, trong khi là nếu mà họ không làm thì mình cũng không có hoàn thành được công việc của mình. Mình thiếu cái sự biết ơn đấy, nên cái hành vi với thái độ của mình nó sẽ không có, nhiều lúc nó không có phù hợp. Khi mà nói ra cái câu từ nó sẽ không có hay. Khi học ba góc rồi thì mình sẽ biết ơn những cái sự giúp đỡ của người khác đến với mình. Tiếp theo đó là cái vấn đề về công việc của em á. Khi mà em thường em không quan tâm đến những cái công việc của những cái bộ phận khác họ làm gì, nên thành ra là công việc của mình xong thì xong thôi, mình đi về. Thì sau khi học ba góc á, thì em thấy cái vấn đề về từ, tức là trong cái từ bi hỷ xả nó có cái từ, thì là mình sẽ bây giờ mình sẽ cố gắng mình quan tâm đến đồng nghiệp mình nhiều hơn. Tức là mình bây giờ mình, bởi vì công việc nhiều lúc không có chạy việc hoặc là hoàn thành chậm tiến độ, thì thay vì là mình đi về thì mình có thể quan tâm công việc, đồng nghiệp mình đang bị vướng chỗ nào, hoặc là mình giúp được gì thì mình giúp. Thì sẽ ứng dụng được cái từ trong đạo đức. Cái thứ ba đó là cái phần ở đạo đức, đó là cái chỗ hoan hỷ. Tức là ví dụ như mình là nhân viên thì sẽ có nhiều nhân viên đồng cấp với mình. Thì khi mà mình họ làm tốt hơn mình thì tự nhiên mình cảm thấy là mình thua sức họ, mình tự nhiên mình đố kỵ họ. Cái đó là một cái tự nhiên trong cái tâm của mình, mà em thấy là em rất là bị thường xuyên luôn á. Và thậm chí có những cái người mà đồng nghiệp của mình họ làm tốt hơn và họ lên làm sếp mình luôn, họ lên chức đó, thì mình cảm thấy rất là khó chịu. Và thậm chí khi gặp họ mình có cảm giác như có cái gì đó nó không hài lòng. Thì qua cái phần mà đạo đức này thì em cảm giác nha, và em sẽ phải tập để mà làm sao mà quay lại trong cái tâm của mình, để mà mình có thể hoan hỷ được với những cái sự thành công của người khác, vui được. Thì em nghĩ cái này cũng rất là khó, thì em sẽ cố gắng. Còn cái về mặt trí tuệ, trước giờ em làm việc mình á, công việc của mình mục tiêu đặt ra như vậy, thì mình chỉ cần áp dụng cái phương pháp nào mình có, rồi xong phương pháp đó nó phù hợp với cái thời gian của mình, hoàn thành công việc là xong. Tức là mình sẽ không có quan tâm đến cái chuyện mà làm tốt hơn công việc. Thì bây giờ học ba góc rồi thì em sẽ cố gắng em nhìn đa chiều cái công việc đấy. Tức là cái công việc đó em sẽ cố gắng em nhìn là có cái cách nào làm tốt hơn nữa không, cái công việc này mình có thể hoàn thành nó ở cái mức độ cao hơn hay không, hoặc là có cách nào khác giải quyết công việc này mà không làm phiền tới người khác hay không. Và mình sẽ cố gắng mình phân tích công việc đó để mình đúc kết cái công việc một cách sâu sắc hơn, để mình có thể vừa đỡ mất thời gian cũng vừa mang lại cái hiệu quả cao cho công ty. Đó là những cái dự định mà em sẽ mang ba góc vào trong nghề nghiệp của mình.
em xin hết đây. Rồi em đứng lên tôi hỏi em mấy câu này. Năm nay là em bao nhiêu tuổi? Dạ em sinh năm 89. 90, 33. Em cũng biết nữa. Tại thường người ta hỏi tuổi em chỉ kêu sinh năm 89 thôi. Còn tức là 89 tuổi thôi. Thế dạ. Gia đình vợ con thì chưa? Dạ. À, có vợ có con theo? Dạ chưa có con, mới cưới được 6 tháng. À 9 tháng chứ. Dạ 9 tháng. À đấy. Đấy 69 nó cứ nhầm lẫn lung tung cả đấy chưa? Rồi tiếp nè. Hiện giờ em đang làm nghề gì ở trên thành phố? Em ở Bình Thuận, em làm nhân viên văn phòng. À, nhân viên văn phòng ở Bình Thuận à? Công ty nhà nước hay công ty tư nhân? Dạ, ngân hàng ạ. Ngân hàng? Dạ. À, từ Bình Thuận, hai vợ chồng chạy vào đây? Dạ, chạy xe máy. À, thì chán Bình Thuận chưa? Chán Bình Thuận, dạ. Hiện tại làm việc ở Bình Thuận được bao nhiêu năm rồi? Chục năm chưa? Dạ cũng được chục năm rồi. Chán thì... chưa? Thì cũng dạ cũng có hơi một... chán này đúng không? Dạ có chán, nhưng mà khi mà xong cái ba góc này thì em thấy là còn, tức là bây giờ em tự nhiên phát sinh thêm nhiều việc phải làm. À, nhưng mà sẽ có cái thời gian hoàn thành. Rồi về nỗ lực làm thêm nhé. Khi nào chán nhớ liên lạc với cả Viện Đào tạo Bách Khoa hoặc liên hoạn với Ba Bít, sẽ có vị trí cho em làm. Một người nhân viên đi học lớp này mà trăn trở được như này là hiếm hay không hiếm? Quá hiếm luôn. Nhưng mà tôi dạy bao nhiêu năm mà một bạn nhân viên đi học mà tự trăn trở lại công việc như này hiếm lắm. Thông thường người trăn trở là người làm sếp, chứ còn nhân viên ít trăn trở. Bạn này bạn là nhân viên làm 10 năm ở một ngân hàng rồi mà lại có sự trăn trở rồi về quyết định là đề nghị sếp tăng việc mà không tăng lương, hàng hiếm không? Trời ơi quá hiếm luôn. Xong lại đưa cả từ bi hỷ xả vào trong công việc của mình nữa thì hơi bị ngon đấy. Nhưng mà cái người mà cần luyện từ bi hỷ xả đầu tiên là bà xã này, phải luyện. Mà ở bên cạnh mà canh chừng mình đó, không từ bi hỷ xả là bà nhắc nhở đấy. Bây giờ kêu em đi học á. Với lại em cũng nói trước là hiện tại là cái năng lực của em nó thấp chứ nó có cao. Bởi vì em xuất thân từ nhân viên, cái công việc của em nó làm đều đặn như vậy á, một khoảng thời gian dài như vậy, cái năng lực của em nó cũng không có phải là xuất sắc hay là... Biết tại sao không? Hầu hết năng lực của chúng ta mà không lọt vào đúng cái môi trường tam bảo và không có những khó khăn đủ lớn, không lớn lên được. Chúng ta muốn lớn lên được, nếu mà xét ở môi trường bên ngoài thì nó có hai yếu tố cốt lõi. Yếu tố thứ nhất là môi trường tam bảo, yếu tố thứ hai là khó khăn đủ lớn. Bạn này chui vào một cái ngân hàng mà nó tương đối êm 10 năm thì nó du ngủ mình. Thì bắt buộc trong đó phải có môi trường tam bảo nó mới bật mình lên được. Có nhóm bạn đồng tu nó thúc đẩy mình, có ông thầy ông dẫn dắt mình, có cái tủ sách tinh hoa mình học mỗi ngày. Còn nếu không là nó cứ đều một hồi chán nó rớt xuống. Thì trường hợp này mà mình bị cái vào cái bẫy đấy đó, gọi là cái bẫy trung bình, gọi là tệ cũng không phải là tệ mà gọi là tốt cũng không phải là tốt, thì chúng ta bắt buộc phải đổi môi trường thì nó mới hết được. Còn cứ giữ trong cái môi trường đó mà bên trong của mình thì chưa có sự thay đổi lớn thì cái bẫy trung bình nó trói mình cả đời luôn. Thành ra rồi già rồi chết đi, nhìn lại cuộc đời của mình nó cứ làng nhàng. Ngon lành thì cũng chẳng dám nói là ngon lành, gọi là tệ cũng chẳng nói là tệ, nhưng mà nó cứ nửa nạc nửa mỡ. Thì dạng như vậy rất đông, cuộc đời nửa nạc nửa mỡ rất đông nha. Nên bây giờ mình quyết định mình là gân hay là xương hay là nạc hay là mỡ là phải quyết định luôn. Em xin phép là em cố gắng trong một khoảng thời gian nhất định rồi em sẽ hoàn thành hết công việc, rồi em sẽ tới liên hệ chỗ nha. Quyết tâm lên luyện tâm của bạn này là hướng về điều thiện, cái khẩu khí bạn nói là hướng về điều thiện, nhưng mà thiếu cái tính quyết đoán ở bên trong, thiếu tính nghị lực. Bạn này bổ sung thêm tính nghị lực nữa là tức là tập trung toàn tâm toàn ý rèn luyện cột nghị lực thì những cái khác nó bắt đầu mở cánh cửa rồi. Còn đôi khi mình rèn nhiều thứ quá cái nó không nở hoa được. Thay vì mình rèn 5 thứ, mình tập trung một thứ, nghị lực suốt 6 tháng tới, tập trung duy nhất vào cột nghị lực rồi. Dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn. Khó khăn nào cũng phải đi xuyên được qua nó, thất bại cũng chấp nhận, cứ như vậy. Rồi đến khi mình quen với cột nghị lực rồi thì bắt đầu mình luyện sang các cái tâm khác thì nó dễ hơn. Còn bây giờ dàn trải ra 5-6 món một lúc thì sợ e là hơi khó, một ngày mình có 24 giờ thôi. Tên em là gì? Em tên Nguyễn Duy Linh. Linh hả? Đấy, Linh nghị lực. Linh tới bến,
không xong không về. Linh tinh tấn, được không? Linh mạnh mẽ, linh rèn luyện. Nó nhắc đến linh là phải nhắc đến sự rèn luyện, lên dây cót tinh thần của mình, được không? Hay là nói đến linh là ghép thêm chữ hồn, linh hồn. Rồi, cảm ơn em nha. Rồi. Hầu hết năng lực của chúng ta mà không lọt vào đúng cái môi trường tam bảo và không có những khó khăn đủ lớn, không lớn lên được. Chúng ta muốn lớn lên được, nếu mà xét ở môi trường bên ngoài ấy, thì nó có hai yếu tố cốt lõi. Yếu tố thứ nhất là môi trường tam bảo, yếu tố thứ nhân hai là khó khăn đủ lớn. Bạn này chui vào một cái ngân hàng mà nó tương đối êm 10 năm rồi nó ru ngủ mình, thì bắt buộc trong đó phải có môi trường tam bảo, nó mới bật mình lên được.